Cho các bạn Tinnhanh 24/7, một quản lý xây dựng bị đâm gục trong phòng trọ. Tối ngày 3 tháng 4, Công an quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh và các đơn vị nghiệp vụ Công an thành phố Hồ Chí Minh khám nghiệm hiện trường, điều tra một người đàn ông bị sát hại trong phòng trọ hẻm 286, đường Chiến Lược, phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân. Bước đầu danh tính nạn nhân xác định là Phạm Văn Hiển, khoảng 39 tuổi, quê Quảng Ngãi. Thông tin ban đầu, khoảng 15 giờ cùng ngày, ông Hiển đang ngồi ở phòng trọ nhậu vào ngoài người bạn. Khi đó, hai người thanh niên đi xe máy gần dãy trọ, một thanh niên xuống xe, cầm dao xông thẳng vào phòng trọ, đâm vào bụng ông Hiển rồi tẩu thoát. Ông Hiển bị thương rất nặng, mất nhiều máu, được người thân đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng không qua khỏi. Theo người nhà nạn nhân, ông Hiển hành nghề quản lý xây dựng, vợ phụ hồ. Vợ chồng ông Hiển thuê phòng trọ trong hẻm 286, đường Chiến Lược, phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân, sống cùng con trai nhỏ khoảng 1 tháng. Đến 20 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng vẫn phong tỏa hiện trường để khám nghiệm điều tra vụ việc. Cảm ơn quý vị theo dõi clip này. Hẹn gặp lại quý vị ở clip tiếp. Nhớ like.